Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Năm ngày 7 tháng 9 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, theo Reuters của nước Anh, thì giờ địa phương chiều thứ Tư ngày 6 tháng 9 năm 2023, Ngoại trưởng của Mỹ là ông Antony Blinken đã đến thủ đô của nước Ukraine là Kiev. Chuyến đi này của ông gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky và tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine, đó là ông Rust Umerov. Ông Rust Umerov thay thế cho cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov và nói rằng như thế là bên phía Ukraine sẽ thay đổi một số chiến lược, chiến thuật để mà tổng phản công thành công hơn nữa. Và theo Reuters, chuyến đi này của Ngoại trưởng Antony Blinken nước Mỹ trùng hợp với ngày giờ mà Thủ tướng của Đan Mạch là ông Mette Frederik đến Kiev luôn. Họ gặp gỡ nơi đó, gặp chung với nhau và gặp riêng nữa. Vì Thủ tướng của Đan Mạch Mette Frederik đi qua bên Kiev giao một số chiến đấu cơ F-16 do Mỹ chế tạo mà trước đây Đan Mạch đã mua và bây giờ là tặng cho Kiev. Bên phía nước Mỹ cũng như cả Kiev tin tưởng rằng nếu có một số chiến đấu cơ F-16 tân tiến của Mỹ như thế này thì việc mà lực lượng không quân lữ đoàn 82 của Kiev sử dụng có thể có sức mạnh để mà thắng một số trận chiến với nước Nga. Họ hy vọng như vậy. Thưa quý khán giả, trong cuộc gặp gỡ như vậy là tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Kiev là ông Rust Umerov cùng với Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với Thủ tướng của Đan Mạch là ông Mette Frederik thì họ bày tỏ một sự rất là lạc quan. Vì báo Reuters nói rằng là very optimistic views, tức là những góc nhìn rất là lạc quan, optimistic. Thế thì trong cuộc gặp gỡ này, sau khi mà nhận định là những ngày qua có những sự tiến bộ, dầu ít nhưng mà cũng có sự tiến bộ. Bây giờ nếu thêm những vũ khí tối tân như là chiến đấu cơ F-16 thì hy vọng Ukraine sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Đặc biệt đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov đã bị thay thế vì nghi rằng có những sự có thể và tham nhũng, có thể là không hiệu quả và có thể là có âm mưu đảo chánh Tổng thống Volodymyr Zelensky luôn. Nên bây giờ thay thế ông Rust Umerov thì Ngoại trưởng của Mỹ rất là tin tưởng. Vì sao? Ít nhất cũng chứng minh cho các vị dân biểu liên bang của nước Mỹ là Ukraine cương quyết triệt hạ những tin đồn tham nhũng, những gì đó mà bán ra ngoài chợ đen, vũ khí của Mỹ mà tuôn ra ngoài đó thì là do ai đó, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Oleksiy Reznikov phải chịu trách nhiệm. Ông phải ra đi để người khác thay thế. Người khác thay thế tức là ông Rust Umerov. Và bên phía của Ukraine nói rằng là trong những năm qua đó, nhất là trong cái kỳ mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine, ông Rust Umerov tỏ ra là một người rất có khả năng. Chính cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov khi mà ra điều trần trước Quốc hội, trước khi mà ông rời khỏi chức vụ này đó,
thì ông cũng nói rằng là ông Rust Umerov là một người rất có uy tín, rất có khả năng, khỏi cần tôi giới thiệu luôn, ông quá nổi tiếng rồi. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của ông. Và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov cũng nói luôn đó là dưới nhiệm kỳ của tôi, dầu gì đi nữa tôi cũng đạt được một số thành công nhờ các chiến dịch của tôi mà chúng ta đã không có bị mất nước Ukraine. Nếu mà không có như vậy thì Kiev đã bị Nga chiếm đóng rồi. Và bây giờ đó là các nước Liên Âu và Mỹ đã yểm trợ cho chúng ta khoảng chừng 100 tỷ Mỹ Kim rồi. 100 tỷ Mỹ Kim rồi. Tôi có những thiếu sót, nhưng tôi cũng có những thành công. Những thành tựu đó đã chặn đứng được sự tiến công ồ ạt của nước Nga trong những tháng đầu tiên sau khi mà đã chiếm được 4 tỉnh miền Đông. Nếu mà không có quyết tâm và những chiến thuật của tôi nhìn thấy được vấn đề thì Nga có thể đã chiếm xong tới thành phố cảng Odessa cũng như đã tiến thẳng vào thủ đô Kiev rồi. Nhưng mà tôi có những khiếm khuyết, vậy thì tôi chịu trách nhiệm, tôi rời khỏi chức vụ này. Tôi giao lại cho ông Rust Umerov. Đó là phát biểu của ông trước khi mà ông rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoại trưởng của Mỹ, ông Antony Blinken rất là hài lòng. Rất là hài lòng vì sao? Vì cho thấy như thế thì Ukraine chịu trách nhiệm trước những tệ nạn tiêu cực họ gọi là tham nhũng như thời kỳ của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý khán giả, chính vì như vậy nên trong cuộc gặp gỡ với báo chí trước mặt Tổng thống Volodymyr Zelensky, trước mặt tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rust Umerov và trước mặt cả Thủ tướng của Đan Mạch là ông Mette Frederik, Ngoại trưởng của Mỹ, ông Antony Blinken tuyên bố đó là nước Mỹ ghi nhận trong những ngày qua có những sự tiến bộ trong việc chống lại sự xâm lăng của nước Nga. Chống lại sự xâm lăng của nước Nga. Vì Mỹ lúc nào cũng là tuyên truyền là Nga xâm lăng Ukraine mà. Chống lại sự xâm lăng của nước Nga có thành công. Và với những sự gọi là quyết tâm của Ukraine tái cải tổ hệ thống lại, tôi có mặt ở đây tôi chúc mừng cho nước Ukraine. Và đại diện cho nước Mỹ, tôi tuyên bố là chúng tôi nước Mỹ sẽ gửi thêm 1 tỷ Mỹ Kim nữa cho Ukraine. 1 tỷ Mỹ Kim nữa. Điều này làm cho Tổng thống Volodymyr Zelensky rất là vui mừng. Và ông lên tinh thần lắm. Thưa quý khán giả, khi mà Ngoại trưởng Antony Blinken của Mỹ đến Kiev là lúc đó ở tại cạnh thành phố Bakhmut có một thị trấn nhỏ. Nga đã pháo kích vào thị trấn này và 17 người bị thương vong. Một số người bị thương, 17 người bị chết á. Một số người bị thương. Trong đó thì có một đứa trẻ mới 18 tháng thôi. Nhân cơ hội này thì Tổng thống Volodymyr Zelensky của nước Ukraine nói rằng việc làm đó là việc làm tội ác của nước Nga. Chúng ta phải ngăn chặn ngay lập tức, càng sớm càng tốt, việc mà Nga xâm lăng nước Ukraine. Chúng ta phải đánh bại nước Nga. Ông phát biểu như vậy liền. Và ông cảm ơn Ngoại trưởng của nước Mỹ, đó là nếu mà có một số tiền lớn như vậy, vũ khí tới tay chúng tôi kịp thời, thì chúng tôi sẽ tổng phản công thành công. Ngoại trưởng Antony Blinken và nước Mỹ tin đi, chúng tôi quyết tâm là tổng phản công thành công. Chúng tôi sẽ giành lấy lại các phần đất mà chúng tôi đã mất, đó là 4 tỉnh biên giới phía Đông. Và cũng nói luôn là chúng tôi sẽ tái chiếm lại Crimea trong một ngày rất gần. Thưa quý khán giả, trước đó thì ông đã ra một văn thư gọi là
tái cấu trúc hệ thống hành chính chính trị ở tại Crimea đã làm cho nước Nga rất là bực mình, cũng như là những cư dân ở tại Crimea cũng rất là bực mình. Nhưng mà người ta nói rằng là ông làm trò diễn hề thôi, chứ làm sao được. Chuyện này tôi xin ngưng ở nơi đây, tôi sẽ vừa làm một clip vào ngày mai đi để quý khán giả sẽ hiểu sâu hơn. Nhưng mà trước mặt Ngoại trưởng Antony Blinken của Mỹ, ý ông ám chỉ là Ukraine có đủ sức mạnh tái chiếm lại Crimea trong những ngày tới, với một số tiền lớn lao mà Mỹ quyết tâm yểm trợ cho Ukraine là 1 tỷ đô la thêm. Ông nói coi như là huyên thuyên bất tận. Quý khán thính giả biết rồi, tính khí của Tổng thống Volodymyr Zelensky là một tính khí rất là nổ. Được cái gì đó là nổ ghê gớm lắm. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Bây giờ được thêm một số tiền rất lớn như vậy mà Ngoại trưởng của Mỹ hứa liền, cộng thêm những chiếc máy bay F-16 chiến đấu cơ mà Thủ tướng Đan Mạch ông Mette Frederik đưa qua, thì ông cảm thấy lên trên tới tầng mây. Ông tuyên bố nhiều điều rất là sốc. Nhiều điều rất là sốc. Với tình hình như thế, thưa quý khán giả, thì truyền thông Tây Phương có hỏi bên phía Điện Kremlin, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov trả lời. Điều này cho thấy nước Mỹ quyết tâm bây giờ là đấu với nước Nga và sử dụng một người lính cuối cùng của nước Ukraine mới được thôi. Vậy thì căng thẳng giữa Mỹ và Nga sẽ gia tăng. Rõ ràng Ukraine chỉ là một con cờ bù nhìn của nước Mỹ thôi, chứ không phải là chủ động trong vấn đề chiến đấu. Mà Mỹ muốn Ukraine chiến đấu thì bơm thêm tiền, không muốn Ukraine gì đó thì rút sự ủng hộ về tài chính, bỏ thêm 1 tỷ đô la, tức là muốn Ukraine chiến đấu tới người lính cuối cùng. Nước Nga chuẩn bị cho nước cờ này mà. Thưa quý khán giả, như vậy là căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ gia tăng. Và nhiều người e ngại đó là tình trạng chiến tranh lạnh sẽ tái diễn như đã có vào thế kỷ trước. Chắc quý khán giả cũng còn nhớ ở thế kỷ trước, sau đệ nhị thế chiến 1945, Liên Xô và Mỹ có một sự chiến tranh lạnh, họ gọi là Cold War Era. Chiến tranh lạnh đó là từ năm 1945 cho đến khi mà Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Đó là thời kỳ chiến tranh lạnh. Điều này làm cho ngay cả Thủ tướng Lý Cường của Trung Quốc rất e sợ. Chiến tranh lạnh không phải chỉ riêng cho nước Nga, mà còn chiến tranh lạnh với Trung Quốc nữa, vì Trung Quốc đang là một đối tác rất quan trọng với nước Nga. Thì Thủ tướng Lý Cường có phát biểu đó là một chiến tranh lạnh như thế kỷ trước không có cần thiết. Nếu có chiến tranh lạnh xảy ra thì đây là một điều rất nguy hiểm cho toàn cầu. Kinh tế của toàn cầu sẽ bị khựng trệ, nhưng mà nó là một gì đó châm ngòi có thể trong tương lai bùng nổ ra đệ tam thế chiến. Thì điều này không có cần thiết. Chúng ta phải tìm bằng mọi cách ngăn chặn một chiến tranh lạnh xảy ra. Đó là phát biểu của Thủ tướng Lý Cường, nước Trung Quốc. Thưa quý khán giả, như vậy đó, nước Nga và Trung Quốc không muốn có chiến tranh lạnh. Nhưng mà Mỹ cứ tiếp tục bơm tiền vào cho Ukraine, đi vay tiền khắp nơi trên thế giới, vay được chút xíu là bỏ tiền vào để mà kiếm chuyện với nước Nga. Bỏ tiền vào Ukraine thì Ukraine đánh thuê cho nước Mỹ, rõ ràng là như thế. Họ gọi đây là một proxy war, tức là một chiến tranh ủy nhiệm. Ukraine được ủy nhiệm để làm việc này là tức là người thừa hành thôi.
Còn đầu não suy nghĩ, tính toán, kế hoạch và tài trợ cho việc này chính là nước Mỹ. Mỹ gây chuyện chứ đâu phải là nước Nga gây chuyện. Rõ ràng như thế. Mỹ muốn sử dụng Ukraine là tiền đồn để mà nhắm vào trong lãnh thổ của nước Nga. Thì cũng y như là khi mà thời kỳ Xô Viết, Liên Xô đó, Tổng bí thư Khrushchev gửi đầu đạn tới Cuba để mà ngó vào nước Mỹ, thì khi ấy Tổng thống của Mỹ, ông John F. Kennedy đã làm rầm lên và tuyên bố là phản đối tới cùng, đệ tam thế chiến sẽ xảy ra, chúng ta sẽ chơi nhau bằng vũ khí hạt nhân. Ông làm ầm lên và ông chuẩn bị, ông huy động cả lực lượng, rồi ông gọi là ra lệnh bắt lính, tức là bắt quân dịch đó, để chuẩn bị để tam thế chiến cơ mà. Trước tình thế đó thì Liên Xô rút đầu đạn khỏi Cuba. Ukraine có quyền tham gia vào trong NATO, đó là quyền của Ukraine. Nhưng quyền đó của Ukraine làm cho nước Nga phải nghi ngờ, và nước Nga có quyền tự vệ. Quyền tự vệ vì nói như Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất, NATO và nước Mỹ đưa cái gì đó đến trước cửa nhà của nước Nga thì nước Nga phải tự vệ thôi. Bây giờ đó, Ngoại trưởng Antony Blinken còn tuyên bố đưa thêm 1 tỷ cho Ukraine để mà chiến đấu. Thì ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông nói rất rõ. Rõ ràng là nước Mỹ muốn sử dụng Ukraine và muốn tài trợ cho Ukraine để mà chiến đấu tới người lính cuối cùng, thì nước Nga phải chuẩn bị thôi. Cũng đừng đẩy nước Nga vào bức chân tường. Thưa quý khán thính giả, nếu mà bức chân tường đây thì chúng ta giữ trù, nước Nga khi mà nổi đóa lên có thể sử dụng những phương tiện khác, đó chính là vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã điều động một số sang Belarus rồi. Tình hình rất là căng thẳng trên thế giới, thưa quý khán giả. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.